chào các bạn, ngày nay máy tính bảng hay còn gọi là tablet không còn xa lạ gì đối với mỗi chúng ta. Từ những em nhỏ cho đến các bác có tuổi đều sử dụng khá thành thạo thiết bị hiện đại này. Máy tính bảng sở hữu nhiều chức năng hữu ích, phục vụ tốt mọi nhu cầu thiết yếu từ các công việc văn phòng cho đến giải trí cao như xem phim, chơi game. Hôm nay đi review sẽ đem đến các bạn top 5 sản phẩm tablet dưới 4 triệu đáng mua nhất trong video sau. Sản phẩm đầu tiên trong danh sách này là chiếc Galaxy Tab 3V T116 của Samsung. Với thiết kế gọn gàng cùng kích thước 9,7mm đem lại cảm giác cầm thoải mái, dễ dàng. Màn hình 7 inch cùng độ phân giải 1024x600 pixel đem lại hình ảnh đẹp khá sắc nét so với các tablet cùng tầm giá. Máy được trang bị vi xử lý lõi tứ dung nhịp 1,3GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, pin dung lượng 3600mAh và chạy hệ điều hành Android 4.4 KitKat, đem lại hiệu năng mạnh mẽ. Ngoài ra, Galaxy Tab 3V còn sở hữu camera thông minh với nhiều tính năng hữu ích. Thiết bị này đang được bán trên thị trường với mức giá 3 triệu 290.000. Sản phẩm tiếp theo là Asus ZenPad với mã hiệu là Z370CG. Chiếc tablet này sở hữu màn hình kích thước 7 inch cùng tấm nền IPS và hỗ trợ công nghệ độc quyền Asus Visual Master giúp nâng cấp chất lượng hình ảnh, đem lại màn hình sắc nét, sống động. Máy được trang bị camera 8MP, khẩu độ f2.0, đem lại những bức ảnh đẹp, rực rỡ. Cấu hình tốt với vi xử lý Intel Atom 64bit, RAM 2GB, bộ trong 16GB cùng chạy điều hành Android 5.0 Lollipop, đem lại trải nghiệm mượt mà. Asus ZenPad Z370CG đang được bán trên thị trường với giá rẻ chỉ 3 triệu 990 nghìn cùng 3 màu sắc để lựa chọn. Sản phẩm thứ 3 là Lenovo Tab 3 với màn hình 8 inch, độ phân giải 1280x800 pixel và hiện đang được bán với mức giá 3 triệu 490 nghìn. Sản phẩm sở hữu thiết kế mặt sau là lớp nhựa kiểu hoàn thiện dạng nhung mịn, tạo cảm giác cầm khá thích tay, thoải mái. Máy được trang bị chip MediaTek 4x, RAM 1GB, camera 5MP và có hỗ trợ kết nối 4G. Ngoài ra, thiết bị còn sở hữu pin dung lượng 3450mAh và chạy điều hành Android 6.0 Marshmallow. Sản phẩm tiếp theo cũng đến từ hãng Lenovo với chiếc máy tính bảng Lenovo Fab. Máy sở hữu thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung, đầy năng động, đi kèm phần cạnh viền bo cong đem lại cảm giác cầm chắc chắn, thoải mái. Lenovo Fab sở hữu màn hình 6,98 inch, vi xử lý lõi tứ S410 của Qualcomm, RAM 1GB, bộ trong 16GB cùng nền tảng Android 5.1 Lollipop đem lại khả năng chạy đa nhiệm tốt. Ngoài ra, chiếc tablet này còn sở hữu bộ đôi camera 13MP và 5MP đi kèm tính năng điều khiển bằng cử chỉ tiện dụng. Sản phẩm đang được bán với mức giá 3 triệu 990 nghìn với hai màu đen hoặc trắng để lựa chọn. 4 sản phẩm trên đều là những sản phẩm sở hữu thiết kế vỏ nhựa, kém sang trọng, cùng chạy điều hành Android, kết hợp với kích thước màn hình chỉ từ 7 đến 8 inch và dễ mất giá trên thị trường. Cho nên nếu các bạn muốn thực sự trải nghiệm giải trí đỉnh cao cùng màn hình lớn đi kèm thiết kế sang trọng thì sản phẩm cuối cùng khép lại danh sách này sẽ làm hài lòng mọi nhu cầu của các bạn, đó là iPad 2, dòng máy tính bảng của ông hoàn lớn Apple. Vỏ máy được phủ một lớp aluminum cao cấp, bóng bẩy, đặc trưng của hãng. Máy được trang bị màn hình IPS LCD 9,7 inch cho góc nhìn rộng, màu sắc sống động, hình ảnh sắc nét. Đáng chú ý khi iPad 2 sở hữu chip Apple A5 lõi kép đem lại tốc độ cao. Ngoài ra, iPad 2 được trang bị viên pin dung lượng 6930mAh cho thời gian chờ lên đến 720 giờ, thời gian hoạt động liên tục trung bình lên tới hơn 10 tiếng. Và tất nhiên thuộc dòng sản phẩm của Apple nên iPad 2 sở hữu thế mạnh với hệ điều hành iOS mượt mà, ổn định. Hiện tại, Diệu Thông Minh đang bán sản phẩm iPad 2 Line New 99% với giá chỉ 3 triệu 390.000 dành cho bản 16GB, 3 triệu 590.000 cho bản 32GB và thêm 200.000 nữa, bạn đã có thể sở hữu phiên bản 64GB. Khi mua hàng tại Diệu Thông Minh, ngoài sự đảm bảo về chất lượng, giá tốt, các bạn còn nhận được nhiều hỗ trợ và ưu đãi thiết thực. Ngoài ra, tại showroom 699 Lê Hồng Phong đã có chương trình tháng vàng khai trương ngát hương quà tặng dành cho các sản phẩm của Apple với nhiều phần quà hấp dẫn như tặng SIM 3G, nâng cấp gói bảo hành vàng, tặng dán màn hình hay trợ giá bao da. iPad 2 là sản phẩm không thể bỏ qua và đáng để sở hữu. Đó là top 5 sản phẩm máy tính bảng dưới 4 triệu đáng mua nhất hiện nay. Các bạn thích sản phẩm nào có thể comment ngay phía bên dưới cho đi review biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.